Vinh quang hoa hậu hoàn vũ thế giới 60 năm trước, nhan sắc tuổi thất tuần của nàng hậu Thái Lan khiến dân tình sốc toàn tập. Năm 1965, người đẹp Thái Lan Eupat Rhonkojulak, sinh năm 1947, đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới Miss Universe lần thứ 14. Cuộc thi này được tổ chức vào ngày 24 tháng 7 năm 1965 tại Miami Beach Auditorium ở Miami Beach, Florida, Mỹ. Eupat khi đó chỉ cao vỏn vẹn 1,63m nhưng nhờ nhan sắc xinh đẹp và trí tuệ tuyệt vời. Cô gái 18 tuổi ấy đã giành về ngôi vị hoa hậu trong sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả quốc tế, trở thành hoa hậu hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất từng đăng quang. Eupat kết hôn với em họ hoàng hậu Sirikit, vợ vua Jamer 9, và trở thành nàng dâu hoàng gia Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm, bà ly hôn với chồng sau khi có con trai đầu lòng. Năm 1985, bà tái hôn với doanh nhân giàu bậc nhất Thái Lan, Sothi Kivotiki Jathervat. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng chỉ kéo dài 10 năm. Cựu hoa hậu hoàn vũ ly hôn chồng thứ hai vào năm 1995. Từ đó đến nay, bà không đi thêm bước nữa mà ở vậy cùng con cháu. Ở độ tuổi 73, Eupat khiến nhiều người choáng váng vì vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát và khuôn mặt trẻ trung đến mức khó tin. Chỉ nhìn qua vài tấm ảnh, không ai tưởng tượng được người phụ nữ này đã bước qua tuổi thất tuần và có cả đàn con cháu đông đúc. Trong loạt ảnh không photoshop kỹ càng, khán giả nhận ra Eupat không sở hữu làn da căng mịn và khuôn mặt thon gọn tựa thiếu nữ như báo chí vẫn ca ngợi. Thế nhưng, người ta vẫn phải công nhận một điều rằng so với tuổi ngoài 70, bà vẫn trẻ đẹp đến khó tin. Cựu hoa hậu 73 tuổi cho biết việc chăm chút sắc đẹp, chú trọng dưỡng da từ khi còn nhỏ giúp bà có được làn da đẹp hơn những người cùng độ tuổi. Ngoài ra, Eupat còn thường xuyên leo núi để rèn luyện sức khỏe.